Kính chào quý vị và các bạn. Tại Bắc Bộ, nền nhiệt có xu hướng giảm, còn tại Bắc và Trung Trung Bộ vẫn có nắng nóng diện rộng. Cụ thể, những cơn mưa rào và dông xuất hiện từ đêm qua giúp nền nhiệt hôm nay tại Bắc Bộ giảm đáng kể. Trong khoảng 10 đến 12 giờ trưa nay, dao động ở mức là 31 đến 34 độ, chỉ một vài nơi cao hơn. Đến chiều tối, mưa dông có xu hướng gia tăng do có sự kết hợp thêm của hội tụ gió trên mực 5.000 m. Cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Do có mưa lớn dồn dập nên bà con khu vực vùng núi cần hết sức cảnh giác với các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là vào thời điểm nửa đêm về sáng. Còn tại khu vực đô thị thì cần cẩn trọng khi lưu thông với khả năng ngập úng. Tại miền Trung, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, nắng nóng vẫn sẽ tiếp diễn trong hôm nay với mức nhiệt trong khoảng từ 10 cho đến 12 giờ trưa nay, dao động ở mức là 33 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Chỉ riêng phần Nam Trung Bộ, mức nhiệt độ dễ chịu hơn đôi chút vào trưa chiều, trong khoảng là từ 31 đến 34 độ. Sau đó cũng do chịu ảnh hưởng một phần của các hệ thống gây mưa ở phía Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ từ chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác. Đến với các tỉnh miền Nam thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên mưa dông vẫn xuất hiện đều đặn về lúc chiều tối nay. Trước đó vào ban ngày có nắng gián đoạn với mức nhiệt độ cao nhất ngày từ 27 đến 30 độ tại Tây Nguyên và 30 đến 33 độ tại Nam Bộ. Trên biển, tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đều có mưa dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động, nên nhiệt độ tại cả hai quần đảo không vượt quá ngưỡng 32 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn, từ chiều tối có mưa vừa và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ.